U23 Việt Nam chốt danh sách, sao Hoàng Anh Gia Lai chỉ là phương án dự phòng? Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ được huấn luyện viên Gong Ho Kyun đăng ký chính thức. Theo bản danh sách này, hai cầu thủ đóng vai trò dự phòng là Trần Văn Công, Hà Tĩnh và Vũ Minh Hiếu, Hải Phòng. Trong đó, Minh Hiếu là trường hợp gây nhiều tiếc nuối nhất. Tiền đạo sinh năm 2002 là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của khóa 4 Hoàng Anh Gia Lai. Cầu thủ này từng được cựu huấn luyện viên Hoàng Anh Gia Lai Lee Tae-hoon đôn lên đội một khi mới 18 tuổi, được kỳ vọng sẽ tiếp bước đàn anh Nguyễn Công Phượng. Danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Thủ môn: Nguyễn Văn Toàn, Đặng Tuấn Hưng, Quang Văn Chuẩn. Hậu vệ: Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Vũ Tiến Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Thanh Nhân, Đoàn Anh Việt. Tiền vệ: Khuất Văn Khang, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Văn Trường, Dụng Quang Nhỏ, Võ Đình Lâm, Nguyễn Hải Long, Lý Công Hoàng Anh. Tiền đạo: Nguyễn Văn Tùng, Trần Danh Trung, Lê Minh Bình, Nhâm Mạnh Dũng, Hà Trung Hậu. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.